Chào gia đình yêu thương của Út nha. Cảm ơn mấy mấy mẹ mấy má khen Út đẹp nha. Trời ơi, tối phải xả tóc da chứ ban ngày cột lên nực lắm ở nhà. Tối ở trong phòng có máy lạnh nó mát, nó xả tóc da chứ ban ngày mà xả sắp xả thấy ghê luôn quá. Em mấy má nói chắc sạc pin về nên Út hồi xuân nhờ có tình yêu sạc pin mà lúc này Út đẹp quá trời quá đất à. Mấy má chỉ có cái nó đúng thôi à. Từ ngày sạc pin nha, về tới nay là tôi với Nha với Nhảnh nhưng chó cảnh luôn. Trời ơi, nó trẻ ra mấy tuổi luôn mấy mẹ. Đó là tình yêu đích thực đó mấy mẹ. Tình yêu đích thực đó, Út đã tìm được người đi 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 Út đến cuối đoạn đường giống y chang như là le le gặp anh bàn thờ là gặp được người đi đến cuối con đường đã đúng không? Bởi vì công Út chờ đợi gần 2 năm nay đâu có uổng đâu. Công Út từ chối các ông hàng xóm đâu, tối ngủ không có ai á, nên ngủ là heo nè chó nè cá nè sâu nè đó, không có chồng. Kỳ này có anh sạc pin rồi, mấy con này đem cho hết. Đúng có nhà dài vô có chuyện nha. Thì cả nhà biết bữa nay là đám đám sinh nhật bé Biêu, cũng gọi là đám nói gì đó đã thì ăn tiệc rất là vui, có Ni, có Linh Tý Bích Trâm, có Chí Cảnh, có bác sĩ Long, có má Tư, nói chung là có những người mà cần có những người cần có và không có những người không cần có đã, rất là vui rất là hạnh phúc luôn đã, rất là vui cả nhà. Thấy cũng muốn hòa mình luôn nữa, mình thấy mình cũng muốn ăn luôn nữa đã, tại vì không có mờ thôi mờ cũng dám đi ăn lắm mà đã, đúng cả nhà. Như vậy đó, nhờ nhờ cái phước phần, nhờ cái ơn phước phần của chú Bảy, nhờ chú Bảy từ con từ cháu mà bùm bùm nó có ngày hôm nay chứ. Bùm bùm á mà nó theo chú Bảy á, ngày nay nó không biết có tiền mua sữa cho con nó uống hay không, đừng nói cuộc sống phát triển. Nó đúng cả nhà đã, nếu mà bùm bùm á nó không có hiểu biết á, nó chạy theo tình thâm á, nó chạy theo ba nó bảo vệ ba nó bất chấp á, thì ngày hôm nay á tiền mua sữa cho con nó còn không có, đừng nói chi mà tới mà phát triển cuộc sống. Nhiều cái shop bán hàng và đang rất là thuận lợi trong việc bán hàng đó, nhờ nó bảo vệ Hồng Loan mà được hưởng cái phước của cậu cậu Năm phù hộ, nhờ nó đi theo lẽ phải mà bây giờ nó có đức nó hưởng. Còn ba nó đi theo bé ve mà giờ thở không nổi, mỗi tháng phải tìm cách nào để mà kiếm tiền đóng tiền nhà, mà hàng ngày phải uống thuốc trừ cơm đó. Đó là cái nghiệp của ba nó, còn cái phước của nó là nó hưởng đó, đúng cả nhà. Thấy cảnh sinh nhật bé Biêu vui vẻ chắc dì ghẻ xèo cái. Dì ghẻ xèo cái tức dữ lắm nha, mà tức cái làm gì người ta, tức làm gì người ta. Hên á, hên là nó biết suy nghĩ, nó biết suy nghĩ nào đúng nào sai. Mà bum á, Út thương mình bum và Út nể mình bum cái nhà. Út vừa thương vừa nể nữa, còn nhỏ mà gạt tình thân qua bên, gạt cha mình sai gạt qua bên đó, mặc dù cha con nhưng mà sai gạt qua bên, đi theo lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ cái gì đúng thôi đó. Nhờ như vậy mà bé buôn cuộc bùm bùm có cuộc sống ngày hôm nay chứ, mà nó bên ba nó theo ba nó rồi theo xong rồi, bữa nay sữa còn có cho con bú nữa không biết sao luôn. Đúng cả nhà. Nhờ như vậy ba cũng nhờ phần thím xèo suối chú Bảy từ bùm bùm, nhờ như vậy mà cộng đồng mạng thấy thương bùm bùm và ủng hộ tất cả những gì Hồng Loan và bùm bùm làm đó, nên bùm bùm cuộc sống nó rất là tốt đẹp hiện tại bây giờ, rất là nhiều cái lợi nhuận từ cái bán hàng, tại Út từng bán hàng biết cái nha. Trời xèo cái trời, thím xèo chắc tức lắm à, tức làm gì người ta cay cú quá, lên nói xấu con người ta, lấy ba người ta mà còn nói xấu con người ta. Mình phải đúng là người lớn không hả xèo cái? Mình đúng là người lớn hay không? Mình đã lấy ba người ta, mình đã là gì người ta rồi mà mình đi nói xấu người ta, chẳng khác nào mình nói xấu chính mình đúng không? Tại ba người ta mình nói xấu người ta, và mình có gia thể thống gì đâu, mình là gì giống như mẹ rồi, có mà nói xấu người ta có gia thể thống gì đâu đó. Nhìn là biết rồi, nhìn là biết cuộc sống mình ngày hôm nay và cuộc sống nó là mình biết người nào có đức người nào vô đức rồi đúng không? Xèo cái thánh thần ơi không có mê hả? Mà Út nghe nói cái nhà, Út nghe nói là có mấy người mà đi vòng vòng đó, người ta thấy là thím xèo đi chơi chở chú xèo, thím xèo chở chú xèo chạy qua lỡ chỗ mà bùm bùm tổ chức sinh nhật cái bé Biêu đó, chạy qua lỡ chi vậy? Ngắm đi đỡ ghiền hả, muốn nhận là cháu ngoại hả? Không có, không mới cho nhận đâu, tại vì hôi gà hôi lao không có cho nhận em bé đó. Nhưng phần không xứng đáng, không xứng đáng là ông ngoại, không xứng đáng là cha, tại bùm bùm có bầu mà cứ chọc tức nhỏ hoài, lỡ nhỏ có chuyện gì sao
nhỏ đang có bầu, giờ nhỏ có chuyện gì sao? Giờ nhỏ mới đẻ ra, mới sanh em bé, à còn non ngày non tháng cũng lên kiếm chuyện chửi dỗ con ta, để lỡ con mình nó tức quá, giờ nó lên má xã hội thì làm sao hả? Như vậy không xứng đáng làm cha, không xứng đáng là ông ngoại, đừng có làm ơn, đừng có nhận ông ngoại nhận cha giùm cái. Cuộc đời hai mẹ con nó đang yên ổn, đừng có bá vô nhận cái làm khổ hai mẹ con nữa, đang suôn sẻ đang may mắn, đừng có bá vô nhận nhận cha nhận con nhận ông bà nữa, đừng ông bà ông ngoại bà ngoại nữa, đừng có nhận nữa, dặn mất công cái xui của mình nó phà vô hai mẹ con nó tội nghiệp, để hai mẹ con nó sống yên ổn đi nha chú bảy, chạy qua cho lời kia ông nội hả, có ai quắt vô mà không ai quắt, không ai dảnh, không có mượn, không có quen, không có quắt. Chú bảy mà vô cái tiệc đó là bảo đảm nhiều người đứng lên về đó, thiệt thiệt luôn á, chú bảy mà xuất hiện cái nhiều người về đó. Nhất là sợ lao, thứ hai là thấy chú bảy sợ, tưởng là MA tới. À, thứ ba đó thấp ưa, không ưa cái người đàn ông mà làm cha mà không đáng người làm cha, đã tối ngày ăn no hết tiền kiếm chuyện với con mình, à mặc dù con mình không có động tới mình vẫn kiếm chuyện, mình nghe lời miếng đất xéo, mình lên mình chửi dỗ con mình hoài, mặc dù con mình nó thương mình, bởi là mình bệnh nó khóc lóc, nhưng mà mình vẫn sẵn sàng, tao nói hổ dữ không ăn thịt con mà chú bảy còn hơn hổ dữ nữa, đúng không? Vậy không xứng đáng làm ơn đừng chạy qua chạy lợi giùm tôi cái ông nội, lỡ chuyện gì cái đổ thừa tại sinh nhật bé Biêu chạy qua chạy lợi nên bị như vậy, ai với chú bảy dám đổ thừa thiệt, mai là lên chồng người ta phản ứng lại cái uống xì tin, cái nhả xì tin ra cái nói nhập viện, trời ơi có chuyện gì giờ, bây giờ đòi là đám cưới nữa, thánh thần thiên đồng ơi, ai vậy, ai ra kịch bản vậy, ai ra kịch bản mà chuẩn bị đám cưới vậy? Trời đất ơi, đám cưới để rạp luôn, để yên nguyên cái rạp luôn, là đám cưới xong mà qua ngày sau là lánh tan luôn, cứng dở mất công mà che lợ nữa, dở mất công đi mướn nữa, để luôn đi làm luôn cho nó tiện, sẵn rạp làm luôn, chứ dở tới dở lui mất công phải đi thuê người ta che lợ nữa mất công, đúng không? Cái động phòng cái là đi luôn đó. Đúng không, làm gì mắc cỡ quá thiệt. Tôi mà hên á, hên mấy mà bum á, ba nó từ nó đỡ mắc cỡ, chứ ba mà nó còn chưa từ nó mắc cỡ đó, làm gì gì đâu mà tối ngày nghệ sĩ lớn lương dài da giọng mỏ hổn mà không làm gì nuôi bản thân mình, tối ngày đổ thừa cộng đồng mạng, đổ thừa bá tánh, đổ thừa người này, đổ thừa người kia, đổ thừa người nọ, mà chưa bao lần dần đổ thừa mình, chưa một lần đổ thừa mình, là tại mình, tại sao mình bị như vậy hả? Ham ăn biết làm, phá gia chi tử, đúng không? Thích hưởng thụ mà không thích làm thì cái kết cục vậy, chứ sao không có đức, không có đức thì ông chờ ông cho vậy đó, không có đức ông tổ không đãi, mà ông tổ không đãi là coi như là cuộc đời nó tàn canh xương gió mạnh, chưa gió lạnh, đúng không cái nhà ta chạy qua trả lợi chỗ đám tiền pha chi ông nội thì có gì nói bùm bùm, nó đem đồ ăn lại cho, có đâu mà chạy qua trả lợi lỡ dắt té là sao, rồi đối thừa con ta là sao? Ô cha nội ơi, cha nội hay đối thừa lắm, cha nội cô Sáu tôi nghe tôi sợ thiệt. Thôi, tôi nghe cô Sáu với chú Bảy tự nhiên tôi nổi da gà, sao sống ai đối thừa quá, đối thừa người khác không, cuộc sống là của mình, sinh mạng là của mình, cuộc đời là của mình, mà mình tối ngày đối thừa người ta không, thôi, sợ, đừng chạy qua trả lợi làm cái, đừng là mình ở đâu yên mẹ chỗ đi, hả? À, có người nói chạy qua trả lợi làm chi biết nữa, y chang như làm chành bồn chở cô Sáu qua nhà Hồng Loan á, 1, 2, 3 chạy mất hồn mất vía, đặng qua khỏi nhà Hồng Loan vậy mà cũng không qua nổi ống kính của mấy anh em ở đó đó, bởi nó làm chuyện gian là không bao giờ thoát được, đúng cái nhà rồi. Nói tới anh Hề Lê Tiếp đi, anh Hề Lê Tiếp hết đường rồi bích đường luôn, tưởng đâu Linh Tiếp chăm dám làm, nào là Linh Tiếp chăm làm thiệt mà có luật sư nữa, đó bây giờ anh Hề Lê Tiếp là bích cửa rồi, bích đường rồi, không đường nào chạy, sắp hết hạn visa rồi, hạn visa qua về Mỹ đó, đó sắp hết hạn rồi mà không về bệnh Mỹ á thì bị cắt tiền viện trợ cấp đó, trợ cấp bên Mỹ đó, trợ cấp người thất nghiệp á, người vô gia cư đó, nếu mà không về bên Mỹ kịp á bị cắt trợ cấp thì làm sao mà sống đó, mà ở đây á chửi không ai trả tiền, không ai cho tiền mà nguy cơ bị ủ tờ nữa, đúng không? Ở đây là chửi thôi chú mướt mà tiền không bao nhiêu mà nguy cơ ủ tờ nữa, mà bây giờ không về bển á thì cắt cái tiền trợ cấp, mai mốt về bển là không còn đồng bạc nào lấy đầu sống, chạy xe Uber đâu ai đi đâu, mà diễn cũng ai đâu ai diễn đâu, mà không ai mướn làm á, tại bển người ta rất là ghét, fan của quá vợ bển nhiều lắm, nói là rất là ghét anh Hề Lê Tiếp này nên không ai đi. Cả nhà nhớ lần mà mì xào chửi anh Lê Tiếp là nói thối mồm không, lái xe Uber nói thối mồm không, đó lúc đó tôi binh dữ lắm lúc tôi cũng ngựa bà lắm, tôi binh anh Hề Lê Tiếp lắm, đó giờ tôi xin lỗi mì xào lúc đó tôi binh Hề Lê Tiếp, đó thì bây giờ nếu mà không về bển là cắt chuyện chợ,
ở đây á thì chửi không ma trả tiền, à tiền đâu ăn, à mà vợ chồng le le quăng cho một cục lơ chà bá vậy nè, quăng cho cục lơ chà bá vậy nè, à kêu người ta về, kêu người ta về à để mà diễn show, giờ vô cùng không có diễn show mà giờ quăng cho hời nơi tiếp một cục lơ chà bá vậy nè, một cục lơ chà bá lưỡi nè, không ngó ngàng tới, không mời ly cà phê, không mời tô hủ tiếu đó. Mà ở vợ đây á thì không có tiền, không có tiền đúng không đó, mà không ai giúp, tại ở đây không có tiền không ai giúp, giờ muốn về Mỹ thì không ai giúp tiền để về Mỹ, à đúng không, mà ở đây hoài á thì không có tiền ăn, à mà có nguy cơ ủ tờ, có nguy cơ dính chàm ở Việt Nam nữa, mà giờ một giờ muốn về Mỹ thì không ai cho tiền hỗ trợ về Mỹ đó, thì kêu kêu mẹ nuôi hà mã, có hỏi mình live stream chung mà mình vui lắm mà, tình thân minh thân mà, tình thương minh thương mà, à mà sao giờ chỉ có cần 50 triệu về Mỹ thôi mà chẳng lẽ mẹ nuôi của Hà Mã không giúp đỡ đúng không, mẹ nuôi Hà Mã gỡ về mấy tỷ để giải cứu chó mèo, chẳng lẽ chó mèo giải cứu được mà có anh Hề mà không giải cứu được, chẳng lẽ anh Hề thua mấy chó mèo đúng không nha, tại sao đi giải cứu chó mèo mà trong khi anh Hề cần giải cứu mà không chịu giải cứu, mà chẳng lẽ anh Hề thua chó mèo đúng không nha, đó nó lạ cho đó đó, nó lạ vậy, bỏ bạc tỷ cứu chó mèo được mà trong khi anh Hề cần tiền để về Mỹ thì không có tiền đâu về Mỹ, mà le le kêu người ta về làm show, giờ quỷ show mà không báo người ta biết, giờ mà không chịu trách nhiệm luôn, à đáng lẽ như là mời show tôi mà quỷ không cho tôi biết là phải đền hợp đồng đúng không nha, đền hợp đồng và chịu trách nhiệm với số tiền tôi bay về, còn này quăng cục lơ luôn, không đền hợp đồng luôn mà không hỗ trợ tiền về luôn mà không ngó tới luôn, à mà không chịu trách nhiệm luôn, và bây giờ bị kẹt ở Việt Nam, do bây giờ á chị em đồ người ta cũng khó khăn, đâu ai có tiền bỏ ra 50 triệu để cho mà về Mỹ, mà phải chi người mà đàng hoàng á, à bỏ 50 triệu cho về Mỹ ở bên bển làm còn có tiền gỡ về trả đúng không, còn anh Hề phải ăn tiền trợ cấp của nước Mỹ, rồi phải đi lái xe Uber mà không lái được nữa, mà diễn không diễn được luôn, giờ chừng nào mới trả cho bà con ở Việt Nam 50 triệu, bảo người ta đâu có cho đó, bây giờ dính ở đây luôn, dính ở đây mà mất tiền trợ cấp mà ở đây hoài á thì không ai cho tiền, mà có nguy cơ ủ tờ nữa, bây giờ bởi anh Hề không có đường chạy, anh Hề bây giờ là không có đường nào chạy cả nhà đúng không, à giờ cuối cùng mà có họp fan không, có hỏi Hà Mã thông báo là vài bữa họp fan, rồi cuối cùng có họp fan không hả, à, mà họp kịp không cờ hả, à, nói là bán vé họp fan, ai mua mà mua lẻ thì được ngồi gần Hà Mã, còn mua chậm không được ngồi gần, rồi cuối cùng có họp không hả, à, cái mặt đi đâu ai cũng ghét, cái mặt đi đâu ai cũng ghét, không ai ưa mà có fan thì mới ghê, đi đâu không ai ưa, đi đâu người ta ghét, đi đâu người ta chửi tới đó, mà đòi họp fan mới ghê, họp fan gì, họp fan sở thú hả, họp fan sở thú hả gì, chắc vài bữa cái nữa đó là sở thú họp fan dữ lắm, nào là khỉ heo hà mã lười ươi gì ve dùi mũi gì bàn thờ le le lu lu gì có đủ chứ, họp fan sở thú đúng không, cái mặt đi đâu người ta cũng chửi, à, ta lỡ kiếm mày trốn đó, hàng xóm thì người ta lết hái, vậy mà có fan thì mới ghê đó, vậy có fan thì bán vé nó mới ghê, bà bán đi họp fan đi thử coi ai họp hả, à, mà họp kịp không, tôi hỏi giờ họp kịp không, hết thờ rồi, hết thờ rồi, thích làm nổi thì bây giờ cho nổi đó, à mình hết thờ rồi, mình thích làm nổi thì người ta cho nổi đó, à đàn ông mà mở miệng ra, à chú Linh Tâm với cô Cẩm Thu đâu có nói động tới mình, phải chi hai người đó nói động tới mình thì mình đáp trả là đúng, còn mình có gây với Linh Tí Bích Trâm thì mình chỉ đấu khẩu chi Linh Tí Bích Trâm thôi, mình đừng có lo người lớn ra, người ta không có đáp trả với mình, người ta không có vô drama, đặc biệt là ta không tham gia drama, vậy mà nói người ta từ lưa ai không từ lưa, cuộc đời ai mà có không từ lưa bao giờ hả, cuộc đời mình còn từ lưa mà nói gì ai lên tiếp, kết hôn giả để được đi qua Mỹ mà, à để được qua Mỹ để phát triển, mà cuối cùng anh kết hôn giả để anh qua Mỹ anh làm homeless cũng như không, ta kết hôn giả để qua Mỹ để ta làm ăn kiếm tiền, rồi anh kết hôn giả đi qua Mỹ nhận tiền trợ cấp cũng như không, vậy kết hôn giả làm gì, sao anh cái số phận anh giống anh bàn thờ vậy, cũng kết hôn giả đi qua Mỹ để phát triển cuộc sống, mà cuối cùng giờ dội về Việt Nam mắc nợ Mỹ đầy đầu, dội về Việt Nam để mà kiếm sống, giờ phải bám vô le le kiếm sống y chang như anh Hề để tiến luôn, à, nợ đằng hàng hà Việt Nam luôn đó, kêu em hả chị gì bà con của mình á mượn tiền cho mình
gỡ qua Mỹ đã, mình mua vé mình về, rồi cuối cùng bây giờ không trả cho người ta luôn đó. Bây giờ tao đợi tao đòi, trong lúc mà chú Áo Xanh lợi đó là mấy chủ nợ lợi luôn, mấy chủ nợ lợi kiếp luôn chứ không phải lại à, kêu bà con á, mượn tiền gỡ qua bên Mỹ đặng cho anh Hề mua vé về đây đặng diễn show của anh Bàn Thờ, mà cuối cùng không diễn luôn, và bây giờ không có tiền trả cho người ta luôn, mà le le quăng cục lơ luôn, le le không chịu trách nhiệm, tưởng nó về đây le le cho tiền mà là le le không cho luôn đó, bích đường rồi, bí đường rồi đó, đó là kết quả của cả hai mặt đó. Ừ, thôi chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye, đi 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 hẹn sạc pin mấy má ơi.